Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chi phí vận chuyển tăng cao, xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm 2022 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2022 do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, tính chung quý 1 năm 2022, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 88,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 22%, cao hơn so với mức 10% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Có 16 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 mặt hàng so với quý 1 năm 2021, chiếm 83,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến quý 1 năm 2022 tiếp tục đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của hoạt động xuất khẩu với kim ngạch đạt 76,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với quý 1 năm 2021 và chiếm 86% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung. Trong quý 1, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản bộ công thương dự báo trong thời gian tới xuất khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc bởi sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và việc triển khai các hiệp định thương mại tự do fta của việt nam bộ công thương sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường xúc tiến xuất khẩu theo dõi sát những biến động tình hình quốc tế chủ động đánh giá những tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xuất nhập khẩu của việt nam để kịp thời có sự điều chỉnh ứng phó thích hợp tăng cường công tác thông tin hỗ trợ cho các hiệp hội doanh nghiệp cùng với đó bộ công thương sẽ tiến hành giả soát đánh giá nhu cầu trong nước đối với các mặt hàng chiến lược như phân bón xăng dầu than để có biện pháp điều hành phù hợp hoạt động xuất nhập khẩu điều này sẽ giúp vừa tận dụng được cơ hội về giá để xuất khẩu và đảm bảo nguồn cung đủ cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất trong nước đặc biệt là trong trường hợp giá cả nguyên vật liệu tăng quá cao